Vâng, đây thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đã đến khu triển lãm sinh vật cảnh của thành phố Thanh Hóa đây ạ. Này nó đi phải xe tải chở đi ra. Đi vào sau nhá. Em đi muốn đi ngắm tí xong rồi chắc là sao. À lúc nào gần thì anh ơi, alo phát. Okay. Đi vào đây này, ngắm từ đây ngắm ra đi. Thôi đi. Chốc nữa mình đi theo ấy hả? Chốc là cứ quay đi quay lại mà. Mấy ông này đi triển lãm thì cứ thích đi thăm hàng chợ. Mua. Mua. Tụt dịt chưa anh? Cái này cháy một tí. Cây nó cháy nó mới tự nhiên bắt đầu bị bỏng. Này dưới nó giảm răm. Đấy đi nữa. Hỏi bao tiền anh Thụ? Hỏi xem bao tiền. Chả biết được. Cứ gọi hồ to anh lên. Cái quá đó. Cho hỏi cái này bao tiền anh? Sao phải con này quá anh ạ? Đây em đấy, anh. Cô phải anh. Con này bao tiền anh? Con này 150 anh ạ. Có cái này thì hơi đắt tí, còn cái này nó rẻ đó. Con này bao nhiêu? Con này 45 triệu. Còn đi ghép. Ghép vào đâu ạ? Các bạn cắt răng được thì ghép vào. Có canh dưới ghép à? Ừ, mình dưới ghép nhỉ? Không, ghép canh cũng được, nó chú theo phạt xạ như thế, ghép 50, ghép 50 hả? Hả? Không, ghép canh này nhưng nó bơi lại sọc nó vào. Nhưng mà cắm cả ghép vào. Đấy. Cắt ngắn bớt cái đoạn này đi. Không, không cắt. Cả cái tay này này. Cái này này, cái tay này vào. Cả chân này á? Ừ. Cái tay này người ta nhả ra này, cái này người ta nhả ra, cái này mai đây người ta đứt cái này ra, cái này. Cắt đứt thằng cái này ra để cho rồi, đây cái nhả. Nhà nó liền bây giờ cắt đứt cái này ra, mai đây cũng cắt cái này ra cho rồi, cái tay này. Đâu cần gì. Thì Nam Điền này quê hả anh? Nam Điền. Nam Điền hết. Có con này, một con này Nam Điền, con này dính mẹ cái tử ở xanh quê này. Đây, con mỗi cái này thôi. Đây là cần hết. Giống nhau mà nhiều màu. Thế thì mới ghép được anh. Đây là nuôi đông này về làm gì vô nên nó chết. Sợ nhỉ, đôi này to nhỉ. Con này là 100 mấy nhỉ. 150 anh. Sao có thích không anh? Có thích không đã? Thích gì? Có muốn mua không? Mua thì để làm giá. Phải xem giá gì? 150 đấy. Bởi vì phải đi xem nhiều. Hả? Không nhớ 150. Không lấy được đâu. Con này mà đẹp rồi. Cao rất được. 150. Cháu chỉ nghĩ chỉ được 50 triệu thì cháu mới được. 60 triệu. 60. 60 cao. Nhưng mà anh thì đang ghép cái này này. Không tha đâu. Thực sự nó đằng đó có cái tay nó bay ra. Anh sẽ ghép nó ở điểm nào? Anh không thích ở chỗ nào? Thực ra là cái con này nó rất là đẹp. Thế nhưng mà anh lại không thích là nó chìa ra ngoài. À. Khi bỏ hẳn cái này đi có khi đẹp. Nhìn cây nó không trồng treo. À, thì cái đấy dễ thôi mà. Nếu mà nó là của mình thì anh có thể hạ nó đi. Thì anh bảo được khoảng 50 triệu anh bỏ. Alo. Alo. Thank you.
mấy con tháp cổ đây phải đẹp ạ. Hàng này là hàng cốt ruộng đánh lên mà. Nhưng quan trọng là nó được không phải là cốt chậu. Con này nó cũng cốt chậu, con này nó lại để nhưng mà nó, người ta phải như thế này thì chú mới mua được chứ. Lại còn có bệ nữa thì lại khó. Hô thì lại. Con này về ấy ra xong găm thêm đá thành bệ to ngay. Không cần găm, mình sẽ nuôi dần nữa, nuôi sẽ ra bệ. Thì được cái này thì nó sẽ được chân. Thế thì mình nghĩ. Thế thì mình bán. Cắt này đi. Bao nhiêu? 46 triệu sao lại lẻ lẻ thế nhỉ? Thích số 6 cho đẹp. À thích số 6 à. Sao không 40 hoặc 50? Làm giữa. Làm 30. Đấy. Ở giữa. Làm cái 25 củ không anh ơi? Thôi đi ngắm đi, cho cô về rồi tính. Anh, xem đi xong rồi tí nữa, thích mua thì làm giá. Rồi, biết nhớ cái này ở đây là được rồi. Được 25 củ chưa khai mạc thì làm cái nhỉ? Đúng rồi, coi như là vừa mới đặt chân đúng không? Đúng rồi đấy. Bắt đầu đặt chân xuống nước Thanh Hóa có cái lỗ. Hôm nay anh Thụ gọi là sáng nay ăn miếng ngan, à phở ngan, mọi lần ăn miếng ngan hôm nay. Hôm nay ăn phở ngan. Ngan giống nhau, ngan gà nó mới bay, bay nó nhanh. Cái này nó được cái thân. Thân của nó là được rồi. Tất nhiên con bên kia đẹp hơn anh. Con bên kia nó đẹp hơn nhiều. Con ngoài kia thì nó đẹp hơn nhiều, nó mới giá cao như thế. Thì con mà 150 đồng kia kìa anh. Anh này thích con này hơn là thích con đây. Cả dù nó là hàng bảo lan. Con này là con có nhiều tiền không ạ? Con này về cô ghép với cả con si của chú. Hôm nay quan trọng là nó phải chơi một đằng chơi cốt chậm. Con này về đúng với quần si của chú gấu. Cốt chậm mới là gấu. Bây giờ con này nó chỉ hơn mỗi con chậu thôi. Thì con này nữa. Nhưng con này chứ tầm khủng long này á. 5-7 năm nữa là nó lại là hàng đẹp. Đôi chú nha. Đôi. Con này có nhiều tiền không anh? Con này chất đàng. Rõ ràng là to nó phải lắm tiền như anh. Làm được cái cây to nó phải kiểu gì. Đúng rồi, hàng to thì nó sẽ khác hàng. Mày nuôi 10 năm 20 năm. Mày cứ làm cho tao lắm tiền năm ấy, mày cứ gọi chú ơi đấy làm gì. À mày thử xem gần đây có cái ngân hàng ACB á. Con banh cũng được. Con kiểu hơn mình, cốt hơn mình, em cốt hơn mình. À thế đây này vẫn là trên mạng. Trên mạng suốt này. Lại trên mạng suốt thì chả thế gì nữa anh. Các ông đi chợ thì ông nào chẳng có trên mạng, có xem hay không. Vâng. Con cốt khô này mà bắt đầu tiền. Con cốt tay, con vẹt tiền. Đây đây con này được đây anh. Con này đẹp này. Nhìn này cốt khô này đanh. Con này nhìn như con lợn đấy. Con này anh Hùng giống dòng nghề. Nghề. Bây giờ đúng là kiếm này. Con này mới kiếm thêm con nữa về kê ở hai bên đầu cổng. Đúng nghề ngoài nhau. Nghề. Nó là nghề. Đúng anh. Đây con này là ốc sên. Ơi chú đang sân rộng nào quá vậy? Chú đi thế này đi về đi từ nhà nào quá nhà tao đây lại to rồi đây. Đi sân rộng nào quá vậy? Lúc là đi. Vậy mà mỏi đưa hết chân mỏi nặng hết chân nào? Quá người hiểu chưa? Đấy. Thôi. Con này á? Con đằng sau lưng anh cơ. Đấy. Này, con này chặt mẹ nó đi chưa? Chặt nửa lấy nửa này. Chặt cái này đi, cái này nó yên. Con này kia đi. Thì ra hết đi đã nào. Đây, con này là công à. Ra cái hàng ra.
chắc ghép rất là đẹp, chứ không phải là đâu. Đây nếu không phải trong ghép mà đúng là nó có cây bụi, cây bụi nó cài cắm ấy. Không phải bụi đâu anh, đây người ta sồng ở dưới ruộng ngày xưa mà bây giờ bắt đầu người ta mới cho lên. Thì cũng phải vẽ ra như thế này. Quê sinh trên quê. Cứ thế này mà coi như là cứ cắt bông tròn 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 chơi cũng hay. Trên quê. Đó. Cái kiểu đó, cách là cái kiểu cách là như vậy mà. Đó. Giờ và những các cái chân đấy thì có thể phẫu thuật bớt nó đi nhở? Như cái gốc này nhiều tiền đúng không anh? Con này nó độ cỡ 80 triệu. 80 à? Nó là quê gì? Quê Hải Hậu à? Quê Bằng. Đây sách Hải Hậu. Con này nó phải chất phân giang. Chất phân cây Hải Hậu như này chất phân giang dễ nó miên. À. Tưởng là mưa tự dưng là mưa ba cây nó có điện chơi được. Quạt này vẫn chơi ngon như anh Thụ nhỉ? Ừ. Đúng không? Chơi tốt. Giờ bỏ tiền quạt vài trăm con người vợ nó có đánh con cửa mà chạy. Cách đâu hết rồi, đội mình đâu rồi, qua bên kia rồi à? Ông Giang đâu, chưa, đằng trong kia. Bên kia rồi, sang kia rồi, bên kia mình đi hơn. Đi sang kia đi. Tiếp nhỉ, to nhỉ, hàng toàn hàng khủng long anh ạ, to thế. Cây này nhiều tiền không anh? Cây này nó có 160. Ôi, bằng cây nhỏ nhỏ trong kia thôi á, to này mà. Em chào anh. Ô, anh nhận sáng chưa? Chưa, đang đợi đi nhận sáng, là ngày nào đi vào Thanh Hóa là nhận sáng. Yeah. Đi cùng cả mấy anh em mà vừa vào đến đây gì? Ừ, vừa vào đây. Cho bắt tay cái cho. Vừa bắt tay xong rồi. Em chào anh nhá. Anh ạ. Trăm sáu mươi triệu anh ạ. Đây này cây đẹp này cũng quầy quậy. À, anh Hùng ơi. Anh làm cái này và cho nó trâu xuống cái hồ của anh hay đấy. 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 Hợp không anh? Hợp. Có rẻ rẻ để mua về treo chim. Mẹ còn mua về treo chim. To nhỉ? To này đẹp. Nào xuống đằng giờ bên này đi. Đâu rồi? Bên kia xong bên kia hàng đẹp. Chuyện ngắm như là chợ. Chắc là nhìn thấy con nhiều. Đây là con mini này trông cả đẹp à? Cứ bảo chợ, chợ cũng hay, chợ ấy. Đồ đốc này, nhìn như là có tiền, đồ đốc rồi lấy lại rồi. Đấy, con lên điền lên quê. Quê, quê điền. Mày nhìn thấy là nó giấy trên này. Đâu, cái này gì anh? Hỏi đi. Rồi. Quê đấy, đẹp phải quê thì quê chứ sao cứ phải quê mà chê vậy anh? Đẹp không? Nó mà đã đẹp thì đừng có chê. Tám nó hơi rộng. Rộng thì thế thì anh ấy mua được. 80 triệu á? Không. Tám nó rộng. Thế thì anh về mới mua anh ấy thu. Người ta cố tình. Người ta cố tình như thế. Người ta cố tình ở đây đúng không? Đấy mình về mình sửa mình chữa đúng không? Đúng. Lấy ba cây cơ này luôn. Anh đấy đôi đũa thần đấy. Đấy xong thụ đây. Nó trông nó đẹp thôi nhưng nó non. Non thì về phơi nắng nó mới già. Từ. Anh ơi. Cho em hỏi đôi đũa thần của ai ạ? Ông sang đấy đi. Ủa, đây, pha nước, anh ơi, ai bán cây đây? Cây hai thân đây anh ơi. Vâng. Tiền anh. Vâng. Không phải chủ nhân rồi. Không phải chủ à? Không phải của anh à? Hai năm tiền nắng đấy.
Đuôi cá này đã hạt của hàng hay là sau cái cạnh này nó thiếu là những cái con này là này là quá đẹp chơi hay chơi quá được trực quyền chú trực quyền. Cái quyền này con này là được không phải là con này được con này tháo dây ra cái này chơi nhanh. Cứ hỏi đi ông hỏi giá cứ hỏi tham khảo giá như hàng chợ mà mua bán là... anh cụ là cứ phải chơi quả nhưng mà anh đang nghi ngờ anh đang nghi ngờ con này dễ quê bác dễ quê. Con này chủ quyền này bao nhiêu tiền? 12 triệu con này con đi 10 triệu con này lá này đúng cũng không phải lá điền thật không phải lá điền con này quê 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 con này con thực quyền diện quê con quê con này bao nhiêu tiền 85 triệu á con này còn lon bỏ luôn vào trong cây ấy luôn ấy cho con lợn này đi ra ha dưới dưới à không phải giấy dưới cây ấy không phải dưới mai chứ gì á sao nhìn mai đấy nhỉ mai là to chơi cây quế này đẹp này quá nhỉ mua mấy cái mũ kiểu này nhỉ yeah. Xem cũng có quay ra ngoài chứ không là bán cũng quên biêu đây tôi cũng có vào hội trường ngồi trong nắng nữa. Đi vào đi, ở đấy người ta gọi điện đấy mà 8 giờ rồi vào đi. Đi vào tí ra ngoài trong vào xem. Bạn đi vào đi. Bạn của công rồi. Đã phải. Vào đi vào. Vào đấy. Toàn đồ mỹ nghệ. Đây, vào trong này bày chờ chờ. Làm cái ô kìa. Đấy, cháu ơi, cháu này phải xem đặc chủng thôi. Đấy, cháu đặc chủng mà. Mấy con đặc chủng để đặc chủng vào mà. Kêu hàng đặc chủng vào rồi. Đấy, cái con xa bà bỏ đi hết làn đường đấy. Kiểu sau như này. Ba con lắm. Trời ơi, tiếp nhỉ. May con cây nhá. May có hai bác này đứng vào mới sáng nhỉ. Thấy được cái độ to của cây. Ủa vĩ đại thế. Nhanh lên lâu thế. Rồi, ok đây, xong rồi. Đóng kính nhá. To nhá, anh nhá. Công kiếp. Đẹp. To lại còn đẹp mày. To lại còn đẹp á. Đẹp là điểm nào anh? Sao nó cứ đen đen nhỉ? Da thì da rồi nhưng mà sao nó đen đen đấy đúng không? Sang con này nữa này.
Này nè. Toàn là cơn đa hết. Ủa, hàng này mới là hàng khủng à. Trực tiếp được ngắm cái này đấy. Thiên địa nhân tụ hợp. Thiên địa nhân tụ hợp. Tháng thì quá đẹp, gọi là mấy cái bóng luôn. Nếu mà được tháng thì cắt cho không nhai. Cái này không về. Dạ, đúng rồi. Trường Kim Bảo. Trường Kim Bảo. Trường đi trường. Trường. Tưởng là trường. Trung ảnh thì nhìn bình thường, nhìn cũng đẹp thế nhỉ. Đấy. Nó đẹp thật. Ủa, quả thuyền tung này. Nhìn đẳng cấp đấy chú Giang ạ. Dạ. Tụi tùng này đẹp đấy. Tụi tùng này hình luôn. Hình con cá sấu rồi. Hình con cá sấu rất là hay. Đẹp. Anh Thu ơi, sao? Này không thể khó lắm. Anh có gì chỉ giáo em đấy? Con này chỉ có sáng, hơi lạ. Chú thấy đẹp chưa? Sao anh? Chú thấy con này đẹp không? Đẹp. Anh cảm nhận nào về cây này? Con này nó... Cái nghệ thuật cao hả anh? Nghệ thuật nó quá cao luôn. Đạt đây anh. Cái này do cái kỹ thuật người ta đặt cái tác phẩm của con đá này vào. Đúng rồi nha. Cái này của ai ạ? À? Chính là cái bệ của nó thì nó không chẳng ghi tên tác giả nhỉ? Cú đi đấy. Bệ cái đơn này rất thường thôi, nhưng mà cái tác phẩm cái nhồi đá này và rất là chuẩn. Chứ nhồi người ta không bán đâu chú ạ. À? Không thấy ghi tên, số điện thoại gì cả. Thế là người ta mang trưng bày người ta không bán. Phơi thân ra là cho nhỏ tán lại. Cắt tâm đi thì nó mới thu, nó mới che, nó mới hỏi được hết các cái này. Cái này đây là toàn bộ các cái vẹn này là vẹn tự tạo hết.
thầm. Đầm phí nhỉ chú nhỉ? Phí nhỉ? Phí. Nếu đầm. Vấn đề nếu mà không đầm mà nó nhồi nó tự nhiên vậy. Tô Tùng. Hoàng Long. Thanh Hóa. Gặp nhiều rồi. Bạn ở Nghệ An. Mạnh nhỉ? Tôi quay clip của cháu nhiều. Cho đi tuần này. Đó vào đây chúng qua. Cái cây điều đưa về cho lão nông dân đây. Nghe nói bán đất luôn cây tao 20 triệu. Bán sao?
không cho vào lâu chưa anh em cháu vào lúc bắt đi bên trong này hai giống như nhau là quê ở Đông Anh à bên Gia Lâm ở chi ra Okay. Từ Ngọc Viện gần xuống đó sao? Anh nữa bên này riêng nhá, chỗ này phải cháu ở gần chỗ học viện. Thanh thì là cái Tuấn Anh luôn. Anh ấy bị những cái mặt trước. Cháu anh ấy chỉ khác xã nhau. Con này em đâu có thấy ở hàng chân mà hôm nay em lên đây. Coi số, coi chung, coi số. Cả ngay nhưng mà thiết trụ đẹp rồi chắc chung ngắn chưa nhưng vừa rồi đi là nó bị ấy chút nó bị và cái anh em hôm bên cạnh cũng bị trận mưa lớn quên đây chắc cái thằng cú cuộn mà anh ta nắng nắng thì nó bẻo dài mày không biết được anh Hùng mới về con này về vừa anh Hùng cũng lo dùng nào có bao cái này làm 5 năm mà làm 5 năm rồi vào trong rồi nhỉ bên mặt kia rồi bên kia thôi nhỉ đầu cứ tưởng mát rồi hôm nay là cây ở Tây anh con này trông mình lắm nhờ cây này là cây gì anh là cây sam á sam nhỉ sam á sam đấy sam rồi sam hương à khả năng sam hương quen lắm con này sam hương thì đúng sam hương thơm nhỉ đúng rồi cô đấy nhờ nhìn đẳng cấp này cơ mà nhỉ đẳng cấp như thế nhỉ rất tự nhiên sam hương gì á dưới cổ đấy ôi rồi sam người ta nhìn thấy chứ ông vâng mẹ vừa quay nhưng mà hôm nay mới gặp mặt mảnh con xa hả ơi mảnh con xa đây mà đấy hôm nay là các bác được gặp mặt luôn à em phải cho mặt ơi rồi em chào các bác đứng ở chỗ cột cờ đứng lão đài đang cột cờ xa con đang đâu vừa đẻ nhà chăm sóc không ạ à. Ông Tuấn Anh không đi mà ông đưa mạnh nó bảo là đưa nhà nào nóng bán được đất vợ chồng ra mua cái 120 triệu ở Đông Kinh ấy mày đi quái trọng thì xe thì to mất ra đây nhỏ hình đấy nhỏ phóng đến nơi ạ sóng ảnh của anh tốt thật á sáng mùa xem trong tivi to lắm cháy vừa ống này bán nó mà có to chú bán thì xem trong tivi to lắm ra đây không tay rồi cây đi sân tay luôn sân tay không này cái cây chảy không này mà cắn đi nó của dùng lúc nữa bọn chú xin số điện thoại của cháu bọn chú đã muốn mời cháu vào Nghệ An phát thôi Nghệ An cũng vui lắm vâng cái này ví số điện thoại chúng mày như thế liếm rồi liếm đến mang rồi liếm mang đấy hả đến mang có đấy chứ cháu nhà để trên mạng đâu nó để trên mạng mời chúng ta có cả có cả cái chú xin số điện thoại hôm nào điền mới vào Nghệ An quay hộ chẳng may giờ mình chẳng cái một cái hắt chạy đi ra đi chạy 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 xuống đấy.
quên là hình như cái gì còn tả đi về này sợ bóng cái gì cái vẫn còn tả đi biết đứng gõ lại được mớ anh em một ví dụ hôm nay anh em ngồi đến mặt cảnh của thị trấn Đô Lương của tỉnh Nghệ An trên Đô Lương một khi chúng em mời vào anh em giao lưu Nghệ An còn buồn lắm buổi năm nay vẫn có không cao rồi mình mời trụ vào quái hộ vâng vâng vào được không các bác cứ tổ chức thì cháu sắp xếp được thực ra này cái này của Dũng và Ca mang thiên trụ đang nằm trên kia thiên trụ đang bị đẹp quá tai nạn một tí. Cái này nó không ấy mà cái này nó không to mà không quay đóng tường nó xếp một tố nhưng mà ra đây thì nhỏ xem Tuấn Anh làm đấy đó đây Tuấn Anh làm cũng vừa vừa đấy thôi Tuấn Anh làm đẹp cái cây thiên trụ đẹp rồi cái này thấy Tuấn Anh gì cả người nói mời cả cái gì Tuấn Anh thì bắt đầu sửa đấy thì chúng làm đấy Mạnh cũng đưa lên một video đây Mạnh anh chạy đấy nhá mà chạy về một cái đẹp quá chạy những đồng cái xe mới chạy em chồng em nó vào cái thế nó như cỏ đá đấy cái thế nó cỏ đá cái bên trái hôm nay chỉ đi ra thành 100 là ở sắp sơn cái đấy là sắp sơn mà thôi đó là cái khác cũng là cái cùng dùng giống mà chạy đi chạy làm hại hả chạy thành cái đường huyệt làm hại lại toán tin chạy thành đường chạy nó đẹp các bạn có mang cây nào ra đây không đi chơi rồi nhỉ khả năng là cũng mua đi bán ạ. Bây giờ mang tên ai hả chú ơi? Bây giờ mang tên là Nguyễn Xiển. Nguyễn Xiển. Đúng rồi, Nguyễn Xiển. Thuyền rồng của Xiển. Nguyễn Xiển. Nguyễn Xiển. Kim Môn Hải Dương. Chắc là... Bạn thôi. Chắc là chú ấy... Chắc anh ấy cứ ghi tên thế. Còn đâu thì tên vẫn là tên Bác Trường. À cây vẫn là cây của Bác Trường. Đấy nhá, quay video này hôm nay bác Trường bác ấy xem được bác ấy lại cười thằng Mạnh. Đúng vậy bác. Bác ấy bảo là cái gì thằng Mạnh đâu cũng biết. Cái này bác ấy để ở cuối ấy mà, cuối công ty mà. Đi được cái bề chẳng đẹp. Con này đấy để cho con thêm không? Con nào cũng đại học. Cái này là cái này đẹp nào vậy? Xin được trân trọng giới thiệu ông Đào Tư Minh, phó giám đốc sở Châu Lan tỉnh Thanh Hóa. Nhiều khi cây mua ở ngoài miền Nam mình nhận ra ngoài Bắc chỉ 1-2 năm nhìn khá nhiều già nhiều khá nhiều lắm vâng rồi nó cứ vàng trắng lên cho mọi người cứ tưởng nó phải tăng lên là 20 năm nên khó đoán tuổi đó nhưng mà gió thì cứ cắt nhiều mà phơi nặng nhiều hết rồi chuẩn nhưng mà chuẩn nhưng tốt nhất là mời mấy người người ta nghiên cứu về sinh vật người ta biết được tuổi mình nhiều khi cứ đoán mò nó trừ người nào người ta rõ rất là rõ nguồn gốc từ ngày nhỏ. Lấy cái mèo anh cắt lại tay.
bằng mẹ. Bố ơi về đi, con đang say nắng này. Rồi rồi, thôi em cho vào đấy đi nhá. Dưới này này. À đây. Đấy mấy ông trưởng này chỉ đi chơi này chị. Bằng bò ra. Cái này nó còn non. Cũng lòng to rồi, bỏ ra. Ông ơi, con ghi nhận thuật hơn. Biết rồi. Cây này anh để vườn lấy con gương ạ? Vâng ạ. Cái mặt cứ liên. Những cây như là chút là thôi thế. Ông ơi, ngắm con này này. Điên chơi từ năm rồi, ok, xin mến chào tất cả quý vị và mọi người. Thì hôm nay tôi đang ở triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Thanh Hóa này. Thì video này tôi sẽ quay cho quý vị và mọi người những tác phẩm phải nói là đỉnh cao của triển lãm sinh vật cảnh lần này. Đây là tác phẩm Nham Thạch Bách Niên của anh Cao Tiến Đoan, một doanh nhân Thanh Hóa. Điện thoại. Rồi, điện thoại thì mọi người xem được rồi. Quá thì rất tinh tế, đẹp, tham dự. Đi một vòng. Qua các thông tin, các dư luận. Và khẳng định tất cả các quý vị rằng festival sinh vật cảnh Thanh Hóa này chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp. Thay mặt Trung ương hội cảm ơn các quý vị đại biểu, các nghệ nhân và vườn chúc cho festival sinh vật cảnh Thanh Hóa thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn ông Lê Gia Phò, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam. Và tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Tập đoàn Bất động sản Đông Á, đại diện cho nhà tài trợ Festival Sinh vật cảnh thành phố Thanh Hóa lần thứ 3 lên phát biểu ý kiến với lễ khai mạc của chúng ta. Xin trân trọng kính mời. Quý vị đại biểu quý, quý bạn bè, lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng. 16 tỷ không bán. 16 tỷ. Quyết định về giữ lại Hà Nội thì không cho lên việc gì. Có đổi 1 km sông có các hàng việc gì không đủ. 1 triệu là lên việc gì. 1 triệu lên không? 1 triệu lên việc gì. Hoa đâu hoa ơi? Bỏ hết đồ ra. Đây. Có 16 tỷ thôi. Đứng nào chị Tiến? Này đứng cái nào đi, chúng ta lấy mặt tiền của nó chứ. Đấy đi. Em đẹp sao? Đẹp tiền. Chẳng biết thêm. Cây.
triệu đô. Mấy nàng đây là bị nương cả đây nhỉ? Vâng. Chú bài có lấy tiền không đấy? Chúng em đã lên chúc bà hết rồi, anh em bà rồi, bà nội bà ngoại hết rồi. Bà nội bà ngoại từ mặt tháng tuổi mỹ nương. Để cho sau này cuộc sống nâng nhất của chúng ta trong những lúc vui buồn. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các nghệ nhân nhà vườn đã từ khắp bốn phương hôm nay chỉ được lại có mặt rồi thời gian và tiền bạc đến hội dự tại Festival Thanh Hóa 2019 lần này thì đã làm cho tôi như vậy. Cuối cùng tôi xin chúc đại biểu khách quý, chúc cho nghệ nhân, chúc cho tất cả nhà vườn và những người yêu cây sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, may mắn và thành công. Chúc cho Festival 2019 của Thanh Hóa thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bất động sản Đông Á. Kính thưa tất cả quý vị, tham dự Festival Sinh vật cảnh thành phố Thanh Hóa lần thứ 3 năm 2019, ban tổ chức xin được vui mừng chào đón có 126 đoàn đến từ các hội sinh vật cảnh của hơn 20 tỉnh thành phố trong cả nước. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời đại diện của các đoàn trở về tham dự Festival Sinh vật cảnh thành phố Thanh Hóa lần thứ 3 năm 2019 sẽ cùng trở về sân khấu để đón nhận cờ lưu niệm từ phía ban tổ chức. Xin được trân trọng chào đón và kính mời. Và cũng xin được trân trọng kính mời các đồng chí đại biểu sẽ cùng trở về khu vực sân khấu để gửi cho cờ lưu niệm dành tặng cho các đoàn trở về tham dự Festival lần thứ 3 năm 2019 của chúng ta. Vâng, rồi, ok. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn thì đây là tác phẩm Thiên Địa Nhân Tụ Hợp. Đây, tôi quay cho quý vị này. Tác phẩm này là của anh Mai Văn Tám ở khu du lịch làng nghề hoa cây cảnh xã Hồng Vân, Thường Tín, thành phố Hà Nội. Ok, giờ tôi nhận ra lịch sử của cái cây này rồi. Thì... thưa quý vị và các bạn, cái cây này ấy, nó là cái phần, nếu mà tôi không nhầm thì nó là cái phần gốc. Nó là cái phần gốc của cái cây Tiên Lão Giáng Trần của anh Mười. Nếu như quý vị và các bạn đã xem cái cây Tiên Lão Giáng Trần rồi thì cái cây này ấy, là khi mà người chủ nhân người ta làm cái cây này là người ta quyết định là người ta cắt ra làm hai phần. Đấy, quý vị thấy không? Đây là cái phần gốc này. Và cái tác phẩm Tiên Lão Giáng Trần nó là cái phần đấy, quý vị thấy không, từ cái phần trên kìa người ta cắt và người ta hạ ra để làm hai tác phẩm. Và bây giờ là cả hai tác phẩm đều rất là giá trị đó, phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Nếu như mà để một tác phẩm thì sẽ trông thì sẽ không có tính nghệ thuật, nhưng mà họ đã quyết định là hạ ngọn đấy, để phần trên trở thành một tác phẩm và phần dưới cũng lại là một tác phẩm mang một cái tính nghệ thuật rất là cao. Và cái triển lãm sinh vật cảnh Thanh Hóa năm nay thì hai tác phẩm này được đánh giá phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Nếu như mà để nói là gọi là một cây là bố, một cây là con. Bởi vì cái phần ngọn ở trên thì cái cây Tiên Lão Giáng Trần thì chắc chắn là so với phần gốc này thì không thể nào mà bằng được về thời gian, tất nhiên là từ một cây mà ra. Đây tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn cái tác phẩm này, quá là tuyệt vời, quá là đỉnh cao. May quá có mấy bác ấy đứng ở bên cạnh kia thì nó có một cái sự so sánh để cho quý vị và các bạn có thể thấy được cái độ vĩ đại của cái cây này. Mặt này thì nó hơi bị ngược sáng nên là quý vị xem nó hơi khó. Đây, nếu mà quay gần lại thì quý vị có thể thấy rõ hơn này. Đây. Đây.
Ở bên kia thì đang diễn ra cái buổi lễ khai mạc. Đấy, quý vị thấy quá là tuyệt vời. Và cái cuốn video này tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn là những cái tác phẩm phải nói là đỉnh cao, đẹp nhất của triển lãm sinh vật cảnh thành phố Thanh Hóa năm 2019 đây. Thì kính mời quý vị và các bạn theo dõi hết cái cuốn video này. Ban tổ chức thông báo các đoàn, các cá nhân đã đến đăng ký cây trưng bày Festival sinh vật cảnh Thanh Hóa lần thứ 3 chưa nhận thẻ treo cây về ban tổ chức, gặp ông Đức ở ban tổ chức của Festival để nhận thẻ treo cây. Xin thông báo các đoàn, các đơn vị, các cá nhân đã đăng ký cây với ban tổ chức trưng bày Festival sinh vật cảnh Thanh Hóa lần thứ 3 chưa có thẻ treo cây về phòng ban tổ chức, gặp anh Đức ban tổ chức để nhận thẻ treo cây. Xin trân trọng cảm ơn. Bên này vướng mấy chú này, chú đang đứng xem nên là tôi lại phải quay vòng về đằng này cho quý vị và các bạn xem nhé. Tác phẩm Thành Đồng Tổ Quốc này thì cũng được trưng bày ở nhiều cuộc triển lãm rồi, nhưng mà nó cũng giống như là tác phẩm ồn quá, đây nhạc họ đang làm cái khai mạc cho nên là hơi ồn, mong quý vị và các bạn thông cảm. Đấy, thì giống như là tác phẩm Tiên Lão Giáng Trần của anh Mười kia. Anh Mười đang sở hữu phải nói là rất là nhiều tác phẩm quý và đẹp. Và tại Thanh Hóa lần này thì anh mang hầu hết là tất cả những tác phẩm quý của mình xuống với tới mảnh đất Thanh Hóa thân yêu của chúng ta. Thank you.
tôi không để xe đó được đâu. Dạ, được không? Rồi. Chuẩn được ngay cháu uống đá, không đủ đá. Nào. Con ơi, cẩn thận không em đụng vào em là rơi, vào gỗ là rơi vỡ con. Chúng mình đi nào con ơi. Toàn khối, ba một khối luôn ạ. Đánh này. Sâu ạ, nó chỉ là một khối, sói tạng. Các phẩm này bắt đầu. Đá cả, 400 triệu nè. Nói giá 400 nhưng mà các cả cũng bán là không đến đúng không? Nó vô giá này có cái tủ kính để có cái lau, có hay lau. Phải làm cái tủ kính rồi. Cần đứng sạch sẽ. Thì tôi không có chỗ để, tôi chỗ. Đi thì vào qua đi. Cái tủ kính này để cho các cháu nhịp lắm. Nhiều cái mua không có chỗ để. Xanh của mình như sao? Của mình mà. Cái kia của mình cũng không có. Vâng, vâng. Đó, bố ơi, một quả chị. Đó là một quả đá con đây đi. Bố vào vào sáng nay à? Bố bị phù hợp rồi à? Bố bị phù hợp rồi à? Hoàn thay chậu thì bao giờ nó cái rễ của nó thì nó chưa ổn định. Lúc này nó đang xông rễ thì như anh em mình nếu không biết, tức là ý em là thế này,
khi em làm nhiều thì em có cái kinh nghiệm là mình để cho nó sổng dễ đi, cứ để cho nó sổng hết dễ đi, dễ nó sẽ ăn tới bến, thì lúc ý ta cắt thì lúc ý là bắt đầu bộ dễ nó đi vào ổn định thì mình sẽ không chuột. Còn nếu cái dễ mà nó chưa xuống, chưa xong được hết tập thì là mình không nên cắt. Để mình về Việt Nam gì, khi cái dễ nó dẫn tốt thì bộ nông hút nó phát triển rất tốt, cái dễ nó khỏe, cái lá nó khỏe thì bộ nông hút phát triển tốt. Khi phát triển tốt rồi thì ổn định đủ thời điểm, đến thời điểm của nó mà khi mình thấy nó lá nó chững, nó xuống, bắt đầu nó đi vào nó xuống lá là lúc ý là bộ dễ đã ok, thì bắt đầu mình đi cắt lá thì mình cho nó vào ổn định thì về sau nó mới chụp, còn không được cắt sớm. Đây là người này biết lắm kỳ công này. Cháu làm 15 năm rồi ạ. Dạ. Nó phải làm lâu. Anh ấy làm một bông này anh ấy bằng người khác làm một cây cả ngày. Dạ. Nó răm mọi người còn làm, ví dụ cái răm nhỏ này ta gọi tăm đi. Vâng. Người ta phân biệt cái là răm cuối cùng ấy. Vâng. Thì lại người ta cứ ba tức là không. Ba thế này nè. Mình ba này hết, tất cả đều ba hết, vui đẹp. Nam có nhiều nối nam không? Là táng của mình là giặt cả răm nữa. Giặt cả răm nữa. Và cháu có tuổi cũng quan trọng xa xa là ông bà mà đi giặt răm nữa là không bình thường. Năm thì nó dày quá, năm thì nó thứ ấy quá, nó với nhau. Không được, nhưng cứ từ để ba. Giặt tay nó cũng đã sốt ruột lắm rồi, ông giặt răm lâu lắm. Cứ dần dần đúng không ạ? Chúng cháu không, anh được cái tuổi anh còn trẻ anh vẫn giặt răm được. Cái tuổi mà có sở hữu được nhưng đấy có tuổi về thì tầm 50 tuổi thì cháu anh còn trẻ đang cố gắng thôi. Còn tầm mười mấy năm nữa. Năm vẫn đấy. Năm tuổi năm 30 tuổi rồi. 30 tuổi 15 năm. 30 tuổi mà đã có con này mà nít không mắc máy thì cũng phải là có bản lĩnh đấy. Nhà mình có mấy cây không phải. Nhưng mà cây này nó lâu lắm rồi. Nhưng mà cũng có cái đồ để mà giao lưu, để mà tồn tại. Lâu thì không quan trọng, mà quan trọng để nhà anh ấy nhiều người thích mà anh không bán. Rồi chính cơ ngư ra. Không chịu nhiệt được không? Chịu nhiệt được. Chịu nhiệt để giữ nó cơ. Giữ nó. Anh có một cây xanh quê. Ôi nhưng chỉ cái là hàng tháng không làm ra tiền. Độc có mong bán lấy một cây để lấy tiền. Mà cuộc sống nó cũng không đơn giản. Quan trọng để mà giữ được. Rồi đấy, đây là khó. Giữ lại quan trọng. Nếu có mình có điều kiện mà giữ được thì là cố gắng dần dần vào. Tốt khỏe chứ? Khỏe. Đây chị ở đây cứ chơi. Mai đến đâu nhớ các anh bồi chùa. Sắp sửa. Những cái quan trọng. Cái quan trọng là khi cháu đi xây dựng thì cháu xây dựng bằng cái kinh sách. Cây này thì đấy thì ra nó ngoài sân rất đẹp, nó to lên, nhưng mà nói thật là nếu lá nó dạt kín thì nó ăn nó lẫn nhau hết trong nó là không ạ. Đẹp không, đẹp lắm ông ơi, còn cây có đẹp lắm. Lá này là cái quả lộ nó thường mà chứ nó không dày như các cây khác. Cây này cây là da bông rất đẹp, đẹp lắm, nó mảng miếng đẹp, toàn bộ da bông thì toàn bộ cái xương này cái công này anh ấy vẫn chơi, nó vẫn lộ ra không ạ. Cái này nó là bố cục ngọt và đây là cái cành đớp một cái thì nó bán đớp nhau và như là đớp nhau thì à cháu cứ cố gắng dần mà xây dựng dần, bây giờ chưa già lắm rồi, bây giờ đang dần này vâng điểm dần đấy tập ra. Em rất thích cái cây này của anh từ rất lâu rồi. Anh đưa Facebook em bảo đây mới là cây đẹp. Mọi người hôm nay đã nghe thấy đi là đang đi làm bỏ về để đi xem này. Không nói rất thật mà riêng Thanh Hóa tổ chức nha, Thanh Hóa với Ninh Bình tổ chức thì coi như là cả nước tổ chức. Riêng nói về cây, nhất là Thanh Hóa rất là mạnh. Trong này thì mà cái người chơi Thanh Hóa thì gần như là cũng gọi là mình nói nhất thì cũng nhất nhưng mà cũng gần như chuẩn ngành Việt Nam. Chủ tịch với anh em trong đội tôi chưa thấy một năm khổ quá nhỉ, mình bảo thôi cố gắng mang đi. Thanh Hóa mình có một đồng nói chủ tịch hội chúng ư đúng không? Cái này, này định giá bao nhiêu chứ? Ông này ấy, thì ông không thích cái kiểu khoanh nên là giang hồ đồn đại là cũng nhiều chục tỷ. Là muốn cho họ xin đỏ. Anh nhờ, gọi là đồn đại thôi chứ còn chủ nhân chưa nói, nhưng mà giang hồ đồn đại mấy năm thì không dám nói. Nhiều chục tỷ. Chủ nhân thì thích để chơi đã. Một vài suất Hà Nội cứ gật đầu cái là có người đổi ngay.
Nói không nhận được ra, nếu không nhận ra là đồ được nhận ra. Cái này là hàng hiệu. Từ bút nhiều mà vào trong trong cái đấy thì rất nhiều rồi, nhưng mà chưa thấy ai nói giá cái này. Vâng ạ. Vâng, so với ngoài đời là nó đẹp hơn trong đấy cây chú nhá. Cây thì ở ngoài mình thì nó ngay vàng, còn đây ngay vàng rồi. Vâng. Chắc chắn trong ô của cây trong nó đến đây thì cây ngày xưa là nhưng mà nếu mà đã dặm cái dăm này thì vào ảnh 10 triệu 500. 10 triệu 500 bây giờ trích nó thân biển lắm rồi em xin em cảm mộ ảnh lắm anh ta ra là nhớ đi ta phải mấy năm rồi ra rồi làm cái này sáng này đẹp em cứ nếu mà ở dưới này em cứ đi đi qua đến bến xe Yên Nghĩa là anh đón luôn à Yên Nghĩa từ bến xe Yên Nghĩa về nhà anh có mày à rồi rồi ok em đặt hình chụp mời anh nhìn không bây giờ anh chụp đầu năm là ông anh nhiều nhiều ở Ninh Bình 10 triệu mua mấy làm cơ từ 20 cuối 20 quay cái anh đang thì em cũng nhìn qua ảnh nhiều nhưng em không nghĩ là ngoài đời đây là cái thật sự trong mắt đây là cái này từ anh giật anh riêng cái cây nào mà ngoài tiến chiến là sao lên rồi tầm ba năm rồi 3 năm chưa trong mắt ở trong này nó có cái đây khúc khử không có chủ cái quay này cái này mọi người xem cái là làm anh công ý này mọi người mình cứ đam mê cứ yêu đi mà con cố gắng giữ gìn xây dựng cái của cái dạng màu vàng mang tính chất bền vững màu vàng nhỉ cái màu mà nhiều người phải bán nhà đi màu cái này con bỏ ngay tên vào vai của láo đi con đập lên tường đây này Hưng Bắc Hồng đây này. Anh em đang tiếp tục mà anh vào lâu giờ từng qua anh nó cái do nó tắt cánh hoa nó bay vào sao số lên sao số đây này 70 tuổi đến lúc đó tầm cỡ 70 tuổi ông nào có con này mới là sao này không ông già này cố gắng thôi nên được xây dựng dần em không nhưng mà tức là có những người người ta sống cùng với những cây này thì người ta có thể theo dõi biết được chứ còn mình thì chuyến nếu mà nói định thì nó 35 năm đấu chuyến đói bao nhiêu chú dạ 15 năm nhưng mà chủ nhân cuối cùng mà đang sở hữu cây này hay cái tùng nó tùng là thể hiện cho quân tử trượng phu trực lập vọng vân kiệt nhà trực lập vọng vân đây bác quan cầm đấy không cái tên đấy thì để đường có anh thấy anh có cái đấy là mà mít gần triệu mít trong khoảng thời gian đây cái này là cái giá để chuyển là bắt tiền nhận lâu nhìn lâu nhanh không ai
chiều lấy nhá. Chiều nay sao bác sinh nhật mới ra được không rồi? Năm là thế này. Bác sinh nhật bé. Rồi cứ đi qua này nhờ nhá. Anh này cho 3 năm rồi này. Đây đang 3 năm rồi. Đi đây 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 này đúng này. Em rất nhiều cây rồi cái này. Mình rất trồng cây rồi cái này. Chủ là ngồi kia là hơi vừa hỏi gì. Anh em là cây nằm nữa. Nhưng mà phải đâu mấy đó. Anh như này thì biết cắt. Cứ nước mưa bắt đầu. Em ở chỗ nào rồi? Anh đang ở chỗ. Cảm ơn cháu. Tại vì là nhiều người không biết mặt ở bên ngoài đâu. Nhất là trên Facebook thôi. Cả chú là cái Hạnh trước ở Kiên An. Hạnh mất rồi. Mất rồi. Đợi chú một tí nhé. Anh đây Hiển ơi. Chưa về được, bây giờ anh còn phải chạy qua công trình cơ. Công trình đang nhận ra. Alo. Tại vì bây giờ các em thiết kế mới vào. Bây giờ anh đang đón các em ở Thanh Hóa, tôi phải chạy ra Ninh Bình. Cái công trình đấy ngoài Ninh Bình. Nhá. Đấy là chất lượng quần anh em ở Hải Dương cũng như là lên nhiều lắm, chủ yếu là anh em Thanh Hóa mình làm, mà chất lượng cởi trôi của họ mà cho nên là mình cũng mạnh dạn trả giá mấy cởi rồi mình trả giá trước khi tối xóa mình chưa có đủ điều kiện để làm quen với phong cách bán hàng
cố gắng lão hồi thắng có một chục đời rồi. Chắc cái phải thuê chứ phải tao. Mới chơi được. Anh ơi. Các mẹ mỗi màu đỏ. Đủ lắm. Mình bảo bố mà người ta bỏ cái này rồi đấy mà chúng mua cả chục đời. Đi anh em gì cả hả? Bộ cái phương phuẫn nè. Hả? Vâng, đây là tác phẩm phi lao cổ của anh Cao Tiến Đoan, có tên là Cửu Long Quần Tụ. Bầu trời Thanh Hóa hôm nay trời nắng đẹp nên các anh em bạn bè ở bốn phương về chơi và thăm cây rất là đông. Triển lãm diễn ra từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 15 tháng 10 năm 2019. Nếu quý vị và các bạn mà có thời gian thì ghé qua triển lãm để ngắm tham quan những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật. Vâng, mến chào quý vị và các bạn. Giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là tác phẩm Ruối có cái dáng trực quân tử của anh Cao Tiến Đoan ở thành phố Thanh Hóa. Thì trên sân khấu có bày hai cái tác phẩm Ruối rất là lớn, dáng trực như thế này. Nhưng mà tôi thấy là hình như là rất là ít người để ý đến và quay hai tác phẩm này, bởi vì ở trên cao quá. Và đây là hai tác phẩm rất là đẹp. Kia quý vị ạ, bên kia sân khấu, tí nữa tôi sẽ sang tôi quay cho quý vị. Đây, tác phẩm Ruối cổ. Hai tác phẩm rất là đẹp mà
không thấy những người làm video quay. Rồi ok, bây giờ tôi sẽ sang bên kia. Tôi quay cho quý vị và các bạn tác phẩm Dưới Cổ tiếp theo. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là một tác phẩm Dưới Cổ có cái tên là Chầu Phúc của anh Cao Tiến Đoan. Thì lúc nãy tôi quay cho quý vị và các bạn cái cây dưới cổ dáng trực ở bên đầu bên kia rồi. Hai cây này được ban tổ chức kê lên trên sân khấu. Rõ ràng là tác phẩm mà được kê cao lên như thế này thì phải được ban tổ chức lựa chọn, và có hàng trăm đôi mắt nhìn ngắm để mà lựa chọn những cây đặt vào vị trí cao lớn như thế này. Quý vị có thể thấy là đứng ở dưới sân kia thì quý vị chỉ có ngước lên nhìn, đúng không nào? Đây, ví dụ quý vị nhìn này. Đấy, toàn cảnh triển lãm Festival Sinh Vật Cảnh thành phố Thanh Hóa. Đấy, và tại sao những cây này lại được đặt ở một cái vị trí trang trọng và cao lớn như thế này là quý vị biết được. Độ đẹp, độ quý của những cái tác phẩm như thế này. Không phải xanh, không phải đa, cũng chẳng phải đề, mà đó lại là dưới. Phải chăng dưới sắp sửa lên ngôi trong nghệ thuật chơi cây của người Việt Nam chúng ta chăng? Rất là tuyệt vời. Rồi, tôi sẽ lại tiếp tục đi tìm những tác phẩm đẹp. Tôi quay cho quý vị và các bạn xem. Nếu quý vị không có điều kiện đến Thanh Hóa để xem trực tiếp thì thông qua video này quý vị cũng có thể biết được. Vâng, mến chào quý vị và các bạn. Thì đây là khán đài B ở bên tay phải sân khấu, trưng bày những cái tác phẩm được ban tổ chức lựa chọn đặt lên trên cao này. Đó là những tác phẩm đẹp, đó là những tác phẩm tiêu biểu, và đó là những tác phẩm đặc sắc. Tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn xem. Đây là một tác phẩm Tùng Kim Cương. Vì đây là những cây, những tác phẩm rất là đẹp, cho nên tôi sẽ đi từng hàng, tôi quay cho quý vị và các bạn. Tác phẩm tiếp theo là tác phẩm Nguyệt Quế. Có nhiều tác phẩm chủ nhân không treo biển cho nên tôi cũng không biết được là tên của tác phẩm và cũng như là tên chủ nhân. Mong quý vị và các bạn thông cảm. Cây Nguyệt Quế này có một bộ bệ trải đều hết cả cái hang này, rất là đẹp. Nguyệt Quế là một loài cây cho hoa rất là thơm, và nó tượng trưng cho sự thành công, thịnh vượng. Quý vị có thể thấy là một ai đó thành công hay bước lên đài vinh quang, họ thường đeo những chiếc vòng Nguyệt Quế trên đầu. Còn đây là tác phẩm Sung, có cái tên là Sung Ông Bụt của nhà vườn Đình Mạnh, Trương Mỹ, Hà Nội.
À Lâm. Hả? Quá đi à? Chúng ta bảo nó thi là đâu? Vâng, chúng ta lại gặp lại tác phẩm Vân Vũ Quần Tùng. Một tác phẩm trước kia chủ nhân đã đổi cả một chiếc ô tô để mà sở hữu tác phẩm đó, tác phẩm này. Tiếp theo là tác phẩm đặt tên là Bộ Ba Huyền Thoại, thì nó gồm 3 cây kia. Quý vị có thể thấy 1, 2 và đây là cây thứ 3 này. Nên chủ nhân đặt cho là Bộ Ba Huyền Thoại. Này là cụ không tút lại dăm. Tác phẩm Xanh Dáng Trực của anh Thành. Thành Quán Toàn. Một cây xanh dáng trực rất là già. Được mấy năm rồi thì nhiều bài lắm rồi. Cây xanh của bác Phiến Cá. Mỗi người có mấy cái nồi cho người kia. Đúng rồi. Chưa được cái chi hơn. Nhưng mà lần đi không đẹp bằng cái lần đầu tiên. Vâng, đây là tác phẩm Xanh Nam Điền của anh Tuấn Bom. Vườn của anh Tuấn Bom thì tôi cũng đã quay cho quý vị và các bạn xem. Ôi, tác phẩm này rất là độc và lạ. Đi đâu đâu Việt ơi? Đi ngay đứng đây. Alo, em chờ anh đây. Đấy.
Vâng, giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là tác phẩm Long Chúa của anh Nguyễn Mạnh Cường, Hiệp hội Sản xuất Kinh doanh Sinh vật cảnh của Hải Dương. Cây này tại triển lãm sinh vật cảnh của câu lạc bộ Kẻ Sặt tôi cũng đã quay cho quý vị và các bạn. Alo, Thiên Thiên vận tải. Em đợi anh khoảng 3 phút nữa nhá. Cây này chắc chắn là nó phải có 102. Đúng rồi, không thể có được. Đúng rồi. Nó khẳng định luôn là khách luôn đấy. Vâng, giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là cây tác phẩm rối cổ có tên là Long Vân Khánh Hội của nhà vườn Đặng Cao Cảnh, Bình Định. Sao da nó lại mịn thế nhở anh nhở? Thần thần như đá. Da dây cây ruối nó lại mịn như này nhỉ? Chào với quý vị và các bạn, đây là tác phẩm Tùng La Hán của nhà vườn Neo Garden ở Bắc Giang. Nhìn cái mạnh con sai anh nhỉ? Vâng ạ. Hôm nay đi với mình rồi. Cháu. Có, bây giờ mỗi anh em một chỗ rồi. Chả biết là ở đâu nữa rồi. Đúng ạ. Mạnh thì này người đi quay cây lắm. Quay ít lắm. Bây giờ nhiều anh em đi quay rồi mà anh. Cho nên là thôi cứ để cho các anh em đi quay. Bây giờ các anh em khác có nhiều thời gian đi quay. Tên là chú ở đâu? Cháu ở trên Hà Nội chú ạ. Cháu ở khu Gia Lâm. Gia Lâm. Chỗ gần Học viện Nông nghiệp Việt Nam ấy chú. Ừ. Vâng. Chỗ Châu Quỳ ấy. Đấy, kia. Đây chú anh. Tác nghiệp từ sáng giờ chú. Vâng. Mấy anh em đi xuống đây từ sáng. Vâng. Cây này là cây gì hả chú? Thì đây cũng là mai chưa thử rồi.
cây này so cây kia cây nào đẹp hơn hả chú? Cây kia. Cây kia. Tôi chỉ nhìn thoáng thôi nhưng bây giờ đánh giá nhầm cây đấy chứ. Có đúng không? Vâng. Chú trên vườn có nhiều hay chú chỉ cháu á? Làm công tác cháu chỉ làm công tác gọi là quay cho mọi người xem thôi. Đấy chú lên đấy gần Bát Tràng. Vâng. Nhà Bát Tràng. Chú lên nhà anh Bác chưa? Tôi lên rồi, lên lâu lắm. Tôi ở Thái Bình cơ. Thế thì hôm nào chú lại phải lên lần nữa. Tất nhiên bây giờ chú ít thay đổi. Thay đổi nhiều ạ. Kỳ vừa rồi chú trưng bày một số cái chắc chú vào đây tham gia quay. Lần đi hôm ấy cháu có đi đâu? À thế. Vâng. Hôm đi đợt đi bác ấy cũng trưng bày, bác ấy mời một số anh em. Ừ. Cháu cũng có trả xuống rồi. Vâng. Vâng, giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là tác phẩm Xanh Ôm Đá, nghệ thuật rất là lớn và đây được coi là tác phẩm cổ nhất châu Á. Tác phẩm này đã được tổ chức kỷ luật châu Á, tổ chức kỷ lục, tổ chức công nhận trên giấy tờ hẳn hoi. Cái này là của chú Thành Đặc Công. Alo. Alo.
mua được quà mấy trận nhuộm trắng mà nhuộm trắng trận này trải trắng Vâng, thưa quý vị và các bạn, một cuộc giao dịch lớn đang sắp xảy ra. Hai mẹ con nhà cô này rất là xinh gái. Đấy. Chú ý gì kiểu em? Máy em quay có chụp đâu. Chụp đấy là mấy gì? Quên à? Quên quá, thế chứ mày nhà mày mày đấy. Ok này, giới thiệu em bộ này bao tiền? 5 tỷ. Đây, vào đây chụp anh nói nè. Nó cũng xứng đáng thôi. Ông Duyên trả lời đây. Xin giới thiệu với tất cả quý vị và mọi người một bộ bàn ghế phải nói đẳng cấp. Không ngồi lên hiện vật. Số 1. Nhưng mà chủ nhân đã báo giá bộ này là 7 món 5 tỷ. 7 món. Như xứng đáng đấy. 7 món là như nào ông Duyên à? 1 2 3 4 5 6 7 đấy, à. Tất. Đấy đây. À đây là đó. Đây là đầu gì ông Duyên không? Kính hai cái đầu này. 2 này, 3 này, kẹp giữa là 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. Nhưng mà đầu này đầu gì ông biết không? Yeah. Đầu này đầu gì ông biết không? Cái này thì nó là biểu tượng nhưng mà không nói được, đừng nói kỹ lưỡng như 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7. Đấy. Bộ bàn ghế 7 món. 7 món. Trị giá 4 tỷ. 5 tỷ. Chủ nhân báo 5 tỷ chuẩn. Nhưng mà số 1 đấy. Dạ, dạ. Số 1. Trả lời 4 thứ 2 nhất không nhỉ? Ôi, Tùng ơi! Tùng! Mày ngồi hết rồi còn đông. Nếu có tiền ấy mang bộ này về nhưng mà phòng khách phải rộng thì mới chơi được. Là ngồi có tiền nhưng phải phòng khách rộng mang về chơi 5 tỷ vẫn là bình thường. 5 tỷ không phải 50 tỷ. Anh 5 tỷ thôi anh ơi. Sao lấy ông chủ kia đọc 5 tỷ? Bớt một con số không thì còn 500 triệu thôi anh. Bớt thêm vào. Nhưng anh ơi, bớt số không rồi. Này chào chủ bốc lầu. Chủ ở đây. 500 triệu thì cái bộ bàn ghế này đi lâu rồi. Ghế này gì? Không đúng 500 triệu. 5 tỷ. 5 tỷ cứ bớt một số không là 500 triệu. Anh kia nói cái gì á? Để ngạc nhiên quá. Em hiểu không? Anh đang lừa có tiền anh nói. Giữa 500 triệu mà thêm một con số không vào là khác nhau nhiều lắm. Tôi nói 50 tỷ, nếu mà anh là chủ thì em nghe, cho anh mà khách thì em không nghe. 50 tỷ á? 50 tỷ không anh mua. Ông kia là chủ hay là khách? Khách. Anh là khách á? Khách. 5 tỷ. Anh ơi, em đang quay video. Anh là khách và hôm nay anh lọt vào ống kính của em. Anh nói chuẩn thì người ta tin anh, mà anh nói không chuẩn nhá, ngày mai là anh hơi mệt với cả xóm làng của anh. Không, em lại nói một câu là anh hơi mệt với xóm làng của anh. Đấy, nó khác lắm. Anh hiểu không? Anh hiểu câu nói của em không? Không có tiền thì mình thấy nó hơi rẻ đúng không? So với những người có tiền thì 5 tỷ chả là cái gì đấy. Cả.
Nếu 5 tỷ phòng khách rộng chơi bộ này quá xứng đáng. Số 1 luôn. Tầm dân làm sao chơi 5 tỷ. Nó thuộc thành phần đấy thôi. 5 tỷ vì là lấy là chú em thích thì mới hỏi. Nhưng không biết là ông này ông hô chuẩn hay không, nhưng ông bảo 5 tỷ và 5 tỷ đâu chơi. Nhưng mà anh gặp chủ bộ bàn này rồi kìa. À còn mồi gì? Anh mà nói còn mồi thì anh lại sai luôn. Anh có phải còn mồi không? Anh chắc là chuyện rồi à. Ông này là gặp chủ nhân rồi. Em bắt tay với anh. Người nhà em thích. Anh gọi điện thoại đi, gọi điện thoại đi. 0979 là 02879. Gọi luyện thoại luôn. Anh gọi đi. Gọi điện thoại luôn. Người nhà báo bộ bàn ghế này. Người nhà em thích em gọi. Em hỏi chủ gia bảo 5 tỷ. Nhưng mà 5 tỷ thì người ta báo là đúng. Rất nhẹ nhưng những người không có tiền là rất là to. Nhưng còn những người có vài chục quyết tỷ, 5 tỷ là quá nhỏ rồi. Nhiều khi là ngồi mà uống. Cứ từ gọi đi, ông cứ gọi đi em nào. Anh gọi thật không? Gọi thật. Mở loa ngoài lên nhá. Rồi. Đấy. Gọi đi anh gọi đi. Em ghi yên tâm anh gọi. Đồ bộ phúc lộc trường tồn. Thực hư bộ phúc lộc trường tồn. Báo giá 5 tỷ. Xem anh Duyên nói. Im để im chủ nhân lấy báo. Nhưng mà xem chủ này chủ thật cái hư em. Chủ thật anh nói anh mở ra ngoài cho em. Thì người ta cho số điện thoại đấy còn gì nữa. Thấy chưa? Các bác nghe nhá. Bộ lô ngoài cái có đúng không? Thầy rất nhiều. Đây, để em quay nha. Ôi, mình không có tiền mua thì mình có chỗ à, mình có... Em ơi, em đập đây chưa? Đập rồi, em quay này. Không ngồi lên hiện vật. À, ngồi chỗ này thôi, người ta để đấy là không ngồi lên đây này. Ghế là ngồi được. Ừ, thế... Không được ngồi lên đây, còn ngồi lên đây là ngồi được. Anh ơi, không được ngồi lên đây, ngồi được. Phúc Lộc Trường Tồn ấy, ngồi đây đi, Võ Lưu Linh ấy, cho em xin cái giá. Ngồi đi, ngồi thử cái ghế 5 tỷ như thế nào. Không nhỉ? Đây, nói chuẩn luôn đây này, mọi người cứ bảo nói. Anh đặt đây, anh đặt ra. Anh ơi, mọi em báo giá chuẩn là 50 tỷ, nhưng mà em bảo là em hỏi rồi, có người nói 5 tỷ, mọi người cứ bảo 50 tỷ. 5 tỷ hay 50? 50 hay là 5 tỷ? 5 tỷ, em nghe rõ chưa? 5 tỷ. Chị ngồi đi. Chính xác. Chủ nhân báo rồi. Ngồi đi. Được rồi. Anh ơi, vì chỗ này nó hơi đông mọi người. Vì lẽ em có một anh báo là 5 tỷ. Em bảo là bây giờ 5 tỷ. Những người nhà em đang bảo là bộ này xứng đáng đấy. Nhưng mà phòng khách là xem kê được không. Nhưng mà mới chuẩn có một anh, có một anh lại nhảy vào để bảo là 50 tỷ. Thế đâm ra mọi người cứ xôn xao. 5 tỷ xứng đáng. 5 tỷ quá xứng đáng. Chú tôi coi. Anh ơi, sang bên này. Ngồi rồi. Cái đây khác. Chính của anh. Địa chỉ chính của anh. Anh ở khu nào? Anh ơi. Bộ này vô quá nhỉ. Đã. Anh Bình ý. Alo, chú Toàn ý. Thôi nói chung là vui với cả quý vị và mọi người. Mày có sai nghe nó chưa? Rồi, em nghe rồi. Rồi em quay rất là chi tiết bộ bàn ghế trị giá 5 tỷ nhá. Đang trưng bày ở triển lãm sinh vật cảnh của thành phố Thanh Hóa 2019. Mục sở thị là vừa rồi là mấy anh em cứ nói chuyện vui với nhau thôi. Nhưng mà bây giờ là quý vị được thấy tận mắt bộ bàn ghế đây 5 tỷ đồng. Và anh Duyên đây là người đã trực tiếp cầm điện thoại gọi điện cho chủ nhân. Hỏi rồi mọi người cứ nói như mới gọi điện lại chứ hỏi rồi à, nhiều bảo khi, 50. Đúng rồi, nhiều khi là mình thì không làm được ra tiền. 5 tỷ là rất là to. Nhưng mà với những người làm ra tiền thì 5 tỷ bộ bàn ghế này là quá bình thường đối với người ta. Chuẩn, ok. Đấy. Những người có nhiều tỷ, 5 tỷ quá bình thường. Cho nên là đừng nghĩ nên sở hữu. Đúng rồi, đừng nghĩ đến tiền tỷ là lớn. Chẳng qua là mình là người không làm được ra tiền đâu. Duyên mà có 3 tỷ không có tiền. Đúng là mình không có tiền. Mình không làm được ra tiền không thì tiền tỷ đối với mình là lớn. Nhưng với những người mà... Đây, đây giới thiệu với mọi người. Đây là anh Duyên. Anh Duyên là người vừa cầm điện thoại gọi điện cho chủ nhân.
số điện thoại là 0979028799. Một số điện thoại phải nói là quá tuyệt vời. Đấy, 99 kỳ kỳ. Đẹp đẹp. Vâng. À, bộ bàn ghế này báo giá với cả quý vị và mọi người là 5 tỷ. Giá chuẩn. Giá chuẩn là 5 tỷ. Thì tất nhiên là mọi người có thể gặp riêng chủ nhân với số điện thoại kia. À, bộ gọi là gỗ nu đinh. Đấy. Phúc, bộ phúc lộc trường tồn. Đây là gỗ đinh. Đinh nó mới là gỗ đinh. Em ngồi chưa? Em ngồi chưa? Ngồi lại xem nào. Mấy ngồi lại ngồi. Ngồi đi cho Mạnh nhá, đưa lên sóng cho. Mai em lên YouTube gõ Mạnh một sai ra hình ảnh của em. Anh lên. Nói không phải là sai. Bạn ơi, chủ nhất bảo là bạn. Cho kiểu. Đấy. Vâng rồi, bạn. Ok. Rồi. Chú ơi, chú đấy, tên là gì? Chú tên là Lam. Chú Lam. Giới thiệu với tất cả mọi người đây là chú Lam. Chú Lam ở đâu nhỉ? Ở Trương Mỹ, Hà Nội. Chú ở ui giời ơi, Trương Mỹ Hà Nội, quê hương của Hà Nội. Hôm nay chú ở Trương Mỹ, chú vào tận đến Thanh Hóa. Vâng. Chú được ngồi một bộ bàn ghế 5 tỷ đồng. Và mục sở thị đúng không chú? Quá thích rồi. Vừa rồi chú ở đây đúng không? Đúng rồi. Chú được nghe đúng không? Đúng rồi. Ông Duyên đây là người gọi điện trực tiếp cho chủ nhân. Báo giá bộ bàn ghế 5 tỷ đồng. Chú là người được ngồi bộ bàn ghế 5 tỷ đồng. Chuán. Về nhà chú chỉ được ngồi bộ bàn ghế 5 triệu. Đúng rồi. 50 triệu. Nói 5 triệu. 5 triệu thôi. Bác ấy 50 triệu hoặc 100 triệu. Thấy chưa? Nhiều khi nó vui vui đúng nhỉ? Không, nhưng mà giữa 5 tỷ và 5 triệu nó khác đấy chú nhỉ? Một số 0. Cháu chúc mừng chú nhá. Số 0. Hôm nay là chú vào những người có nhiều tỷ lên bắt còn. Quá nhiều cái. Quá đẹp. Cây không mười mấy 20 tỷ nhưng mà 5 tỷ cái này thì quá xinh đẹp. Quá tuyệt vời. Đặt thân kia. Dạ. Đẹp. Rồi ok. Bộ này tiếp tục. Đen kia đẹp. Đi lên đây. Nhìn mình cũng đen luôn. Tham khảo tiếp. Mấy anh em cứ ngồi để tham khảo đi nhá. Tớ lại đi tới tham khảo tiếp. Không thực đâu nhỉ? Ui dồi ôi, thực muốn nhờ. Rồi ok, giới thiệu với tất cả mọi người. Hôm nay sẽ đi quay sở thị đá quý. Quay tất cả cái mục gọi là họ bán đá quý này tại triển lãm sinh vật cảnh của thành phố Thanh Hóa. Ông Duyên ơi, bộ bàn ghế đá cực quý. Ngọc đấy, nhưng mà thật lòng ấy. Bao tiền bộ này nhỉ? Mê ở bộ kia. Chắc chắn nó không bằng bộ kia đâu. Đẹp nhỉ? Quá đẹp. Bộ này nó là rất quý. Cực quý luôn. Chú Thực ơi, chú ngồi vào đây, cháu chụp cho chú một kiểu ảnh. Người ta quay tròn này thôi. Chú Thực ơi, không, bỏ điện thoại đây. Mạnh. À quay tròn. Đây có được vào đâu mà. À chú ngồi tạm đi. Không, đừng vào Mạnh. Đây ngồi đây được. Rất là tôn trọng đấy. Chứng tỏ là bộ. Anh Duyên bảo là người ta quay tròn này thì mình nên tôn trọng và đừng ngồi vào của người ta. Bộ bàn ghế này của người ta tiền tỷ đấy. Nhiều tỷ. Cho nên là rất ghét những cái ông mà không làm được ra tiền, toàn bốc phét là gọi là nó không đáng bao nhiêu. Đấy cháu rất ghét những cái thể loại như thế. Với những người như người ta kiếm tiền tỷ hàng tháng quá bình thường đối với người ta. Em có nhận không? Em có công nhận là có người kiếm 1 tỷ một tháng không? 1 tỷ một tháng là rất bình thường. Đây cái là ngồi này, cái quần tròn không có chủ. Anh sờ luôn chứ anh không phải là. À chị là khách à? Chỗ này đây ngồi được. Ôi giời ơi, chị là khách à? Đây ngồi được. Sao chị đẹp thế? Kênh, ngồi với cả anh của em lại giống nhiều. Như kiểu là hai vợ chồng đi sắm đồ. Bắt tay đi. Ui giời ơi, em cảm ơn. Thế đồng tiền nhá. Ui giời ơi. Là khách với nhau. Chị ở đâu? Chị ở đâu? Mình ở Hoàng Mai. Hoàng Mai, Hà Nội. Ông này ở Gia Lâm, Hà Nội. Ui giời ơi. Lại hai ông ở Hà Nội à? Con làm bên Gia Lâm đấy. Đây. Chỗ nào chị? Nhưng mà đúng là nhưng mà các chú BB của anh những cái Mạnh để anh hỏi một câu nhá. Gặp đây. Bây giờ lấy lâu mà nói phái nữ, bây giờ em năm nay bao tuổi? Trong phân định. Người ta bảo là không được hỏi tuổi đàn bà. Dưới 50.
Ôi giời ơi, đây đi nhầm quán rồi. Thế chị rồi, thế thì chị rồi. 2 con 5 rồi. Thế chị năm nay bao nhiêu? 2 con 5. Đẹp dọc này. 2 con 5 mà. 55 rồi. Ui giời ơi, bà chị. Nhìn như 45 nhưng không phải là 2 con 5 sợ nhỉ. Dưới 50. Điều anh đâu à? Bên Gia Lâm con nhà mình làm bên đấy. Chỗ nào à chị ơi? Hả? Chỗ nào Gia Lâm? Đâu, nó làm công an ở bên Gia Lâm đây. Công an huyện Gia Lâm. Công an Gia Lâm á, không bên chị là nếu thế chị là phu nhân của ai ở bên đấy nhỉ? Hoàng Mai thì hay là chỗ gần cái gì trung tâm. Nhưng mà chị phải chuẩn nhá, không em gọi ngay cho thằng em nhà em. Thôi rồi, Thành Đặc Công là bên Hoàng Mai đấy. Tại vì thằng em nhà em là nó đang ở công an huyện Gia Lâm. Thành Đặc Công là luôn nó là nó nhận biết luôn. Chị ơi, chị Hoàng Mai biết Thành Đặc Công gì? À biết. Thành công ủy viên. Đấy, biết. Thành công kỳ viên là ở Yên Sở. Đúng rồi, chuẩn. Chị nói chuẩn 100%. Thành công kỳ viên là Yên Sở. Chuẩn 100%. Nhà bán cà phê. Thành công Thành Đặc Công. Chị như là mà lại có là ở cái chỗ ở nhà mình là cũng chơi cây cảnh. Chị là phu nhân của ai nhỉ? Cháu xin tự giới thiệu thì cháu là Mạnh. À, ôi giời, Mạnh đây, gì vậy? Tôi vâng, chuyên xem video vâng, YouTube đấy, cháu của mình có channel là Mạnh Bonsai. À, Mạnh Bonsai. À, thế là Heidi với Tuấn Anh nhá. Vâng, cháu thì với cả chú Đỗ Sinh là hay quay cái chương trình rồi, cho mọi rồi, người rồi, xem. Rồi, ok. Nó gọi là vui giải trí. Thế thì vâng. Xong rồi cho mình xin cái số điện thoại hôm sau đến vườn mình quay nhá. Vâng, rồi, cháu bắt tay chú gạch. Xin cảm ơn. Vâng, thì tại vì cháu cũng vừa mới hỏi cô một tí rồi. Tại vì cháu cũng qua vườn của chú Thành. À. Chú Thành ở đấy có hai chú đó. Thành. Thành đất. À, thành vàng. Ờ, thành đất, thành vàng. Và Thành Đặc Công. À, Thành Đặc Công nhiều Thành. Đặc Công ở Linh Đàm đấy. Linh Đàm đấy. Cháu qua cả nhà chú Thành Đặc Công rồi. À, nay chú có cái cây đặt ở góc dưới kia kìa. À. Thế hôm nay là cô chú là có ý định là sắm bộ này à? Không, đây hôm nay chỉ là đi sinh vật cảnh thôi. Tức là hôm nay là vào đây là giao lưu tham quan nhỉ? Đi tham quan. Thế chứ, nhưng mà cháu mình chúc mừng chú nhá. Ừ, xin cảm ơn. Chú có cô ấy xinh rất sắn là mà. Với bà này bà kém tôi những một giáp mà. Chú ấy bảo, à cô ấy bảo là chú, cô ấy hai con năm. À, à. Quá tuyệt vời. Hai con năm, 55 tuổi đấy. Đấy, thì cháu xin giới thiệu với chú lại lần nữa là cháu là Mạnh. À, đấy. Cái channel Mạnh Bonsai của cháu thì chú xem nhiều rồi đúng không? Channel nhiều lắm. Tôi là thích cây. Vâng. Chứ về nhà là tôi cứ mở YouTube tôi xem. Nhưng mà chú có thích cô không? À tất nhiên rồi. Cháu lại tưởng là chú ấy không thích cô đấy, chết dở đấy. Ông thích cây hơn. Không, cô nói thế là sai lầm đấy. Bộ bàn ghế này. À anh là chủ. Nhưng mà chú là chủ sở hữu của bộ bàn ghế đá này đấy à? À. Thì cháu thực ra là cháu quê hương ở Gia Lâm. Nhưng mà cháu thì hôm nay lần đầu tiên cháu mới vào Thanh Hóa đấy. Và lần đầu tiên cháu mới vào đây cháu quay sinh vật cảnh. Cái đợt mà ở Sầm Sơn ấy, thì cháu cũng không vào được. Hôm nay cháu mới vào được đây thì cháu quay. Thì cháu cũng mang tính chất là truyền bá lại cái truyền thông với mọi người thôi. Thì cháu cũng không biết là hôm nay là đi qua gian hàng của chú. Thì cháu cũng không biết là ai là chủ nhân. Thì vô tình gặp được hai vợ chồng cô chú đây. Thì cháu cũng có hỏi chuyện một vài câu. Thì được biết là cô chú ở Hoàng Mai, thì cùng quê hương của cháu ở ngoài Hà Nội. Thì cháu cũng được biết là chú là chủ nhân để bán cái gian hàng các cái đồ đá mỹ nghệ ở đây. Và bộ bàn ghế này là của chú. Thì cháu cũng xin được phép là cháu hỏi chú được một vài câu được không chú? Vâng, thì thứ nhất là như này, cháu xin phép được hỏi là chú là thì chú tên là gì ạ, và chú kinh doanh cái cơ sở đá mỹ nghệ này được lâu chưa, và chú có thể chia sẻ một vài những cái gọi là kinh nghiệm cá nhân cũng như là cái mà tại sao chú làm về cái mỹ nghệ đá quý này cho mọi người, để cho tất nhiên là có cung có cầu. Đấy, chú thì là người kinh doanh, người bán ra, thì cũng có người là người ta muốn sở hữu, thì để cho tất cả mọi người cùng được biết. Và có thể hôm nay là cô chú thì không sở hữu, nhưng có một người qua cái video này có thể lại liên lạc được với chú, sở hữu được cái bộ bàn ghế này. Đấy, thì chú có thể chia sẻ cho mọi người được không ạ?
À, Huy xin cảm ơn. Vâng. Mình tên là Nguyễn Trung Dũng. Vâng. Mình là Phó Chủ tịch Hội Đá Cảnh Cả Phong Thủy Việt Nam. Wow, ra là chú là Phó Chủ tịch. Cháu xin chúc mừng chú ra là vậy, chứ không chỉ đơn giản là... Không phải là đơn giản. Đấy, ngay cả cô chú còn chưa hề biết được chủ nhân. Em ở quận Hoàng Mai, quận Hoàng Mai bên em. Tôi cũng ở Hà Nội. Là làm rất nhiều về đá. Anh biết rồi đấy, ngay gần quận. Nhưng mà không có bàn ghế này đâu. Trong đó trong quận Hoàng Mai thì chắc là cũng phải có đến 60-70 anh em hội viên. Vâng, đấy là hội viên toàn về đá. Hôm vừa rồi tôi đã chụp ảnh của bộ bàn ghế này ở như quận Hoàng Mai mà triển lãm ở như Đền Lừ đúng không? Không không ạ. Hay là ở như chỗ bên bên Gia Lâm, bên bên Vincom, Long Biên. Bác tôi đã ra tôi ngồi bộ này rồi. Cũng là bộ khác ạ. Có nhiều màu hồng, màu hồng này, màu vàng, màu hồng ngọc. Riêng bộ như này thì mới là đến đây lần đầu tiên. Thì mình thì được rất là mừng, bởi vì là được thành phố Thanh Hóa cũng như là hội sinh vật cảnh như là Việt Nam. Vâng. Sinh vật cảnh Thanh Hóa hôm nay là mình thay mặt hội dẫn đoàn đá cảnh đá phong thủy Việt Nam thì đến đây thì có cái gian này là gian trưng bày những cái sản phẩm của anh em trong nghề, các nghệ nhân ở trong trong hội để giới thiệu với bà con tỉnh Thanh Hóa. Lần này là lần thứ hai rồi, đây là festival lần thứ ba, nhưng mà hội mình đã tham gia thì là chính thức là lần này là lần thứ hai. Đúng rồi, đây 5 năm, cái đây 5 năm cháu cũng được biết rực rỡ chính từ cái thành công lần thứ nhất và được cái sự ủng hộ của thành phố cũng như là được sự ủng hộ của tỉnh, cho nên anh em cũng cố gắng vượt qua rất là nhiều khó khăn, thời gian rất là ngắn để phối hợp với nhau cùng với hội sinh vật cảnh của thành phố để tiến hành cái chào mừng 995 thì thành lập Thanh Hóa này. Thì hôm nay một số những cái sản phẩm tuy thời gian nó bị ít, cho nên là cũng mang một chút các cái sản phẩm để đến đây để giới thiệu với bà con. Thế thì mình mang cái gì đi thì là đến với Thanh Hóa thì mình muốn mang cái lần đầu tiên, vâng, chưa xuất hiện bao giờ. Cho nên là hôm nay là báo cáo bác là mang những cái sản phẩm này là chắc là chưa xuất hiện ở đâu đâu. Và sau này các cái triển lãm khác thì cũng sẽ không xuất hiện đến cái bộ ngọc của các cái bộ này nữa. Đây tức là nó sẽ không có sự lặp lại Thanh Hóa, bởi vì là một cái nơi rất là thân thiết. Thế thì anh em chơi thì ủng hộ lẫn nhau để mang đến đây trưng bày. Thì đơn vị tôi là ở Hà Nội. Chủ tịch hội là cụ Nguyễn Văn Mỹ. Thực ra là ở trong Thanh Hóa thì theo như cháu được biết đấy, vừa rồi thì có câu lạc bộ ở bên Sầm Sơn họ tổ chức bên ông Nhân đấy, thì mang tính chất là một câu lạc bộ mang một tính chất là câu lạc bộ, thì ở Thanh Hóa cũng đã tổ chức và anh em cũng đánh giá là cao, rất là cao về cái việc mà tổ chức sinh vật cảnh của một câu lạc bộ như vậy là rất là tuyệt vời. Sau đó sau cái đợt mà ra mắt tổ chức như vậy thì đến thành phố Thanh Hóa tổ chức, thì cháu cũng thấy là cho đến ngày hôm nay là ngày mùng 5 tháng 10 là tổ chức lên lễ khai mạc, thì rất là nhiều anh em bạn bè ở các cái tỉnh thành lân cận, thậm chí là Bình Định này, thành phố Hồ Chí Minh hay các cái tỉnh ở trong miền Nam họ ra cũng rất là đầy đủ, 24 tỉnh thành đấy. Thì chứng tỏ một điều là cháu thấy là Thanh Hóa là cái phong trào mà cây cảnh cũng như là đá phong thủy rất là tốt và rất là được anh em bạn bè các cái tỉnh thành họ nể trọng. Đấy, cháu cũng thấy được một điều là như vậy. Thực ra là đúng là hôm nay mới là lần đầu tiên cháu đi vào Thanh Hóa và cháu quay những cái thước phim này, còn cái đợt mà ở Sầm Sơn là cháu cũng không đi vào quay được, mà cái đợt mà 5 năm về trước thì cháu cũng không đi vào quay được, mà thực sự đúng là lần này mới là lần cháu được đi vào để cháu quay, tức là có cơ hội đi vào cô ạ. Lần này cũng lớn mà. Vâng, thì cháu cũng thấy được rằng là từ các bạn bè, người quen thì cháu cũng thấy được là thấy rằng là Thanh Hóa làm đâu ra đấy và có quy mô rất là quy chuẩn. Đấy, và đúng là nó mang lên một cái tính chất đúng cây cảnh nghệ thuật rất là chuẩn chỉ và đá phong thủy rất là đúng ý nghĩa. Tại vì là như là chú Tân ấy,
chú Tân mà ở sông 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 Tân, Dũng Tân đấy. Anh Dũng Tân thì anh Dũng Tân anh cũng là phó chủ tịch của mình. Vâng đấy. Chú ấy cũng là một người mà trong cái lĩnh vực đá phong thủy cũng rất là lâu mà có rất là nhiều kinh nghiệm. Và anh em bọn cháu ở trong câu lạc bộ cũng lên chỗ nhà vườn chú ý tham quan sông Công đấy. Vâng, sông Công đấy chú. Thì cũng thấy được là cái có một cái quy mô và có được một cái gọi là nó mang tính chất là có đâu ra đấy, chứ nó không phải mang tính chất là nghĩ sao làm vậy. Nó khác hoàn toàn với việc là phải làm là phải có đầu tư rất là bài bản. Vâng, làm là phải có một cái quy chuẩn tổ chức, chứ không phải là mình cứ thích là mình làm là hoàn toàn sai lầm. Thì hôm nay cháu đến đây và cháu làm một số các cái thước phim video như này, thì lời đầu tiên là cháu cũng cảm ơn chú rất là nhiều. Chú cũng đã có một số là chia sẻ cho, bởi vì hôm nay là cháu làm cái video này thì cháu xin phép chú là cháu sẽ đưa lên YouTube để cho mọi người biết đến. Thứ nhất là về cái lễ khai mạc của Festival Sinh vật Cảnh cũng như là Đá Quý Phong Thủy của tỉnh Thanh Hóa. Cái thứ hai là cá nhân về cơ sở làm đá phong thủy của nhà chú thì mọi người biết được. Đấy. Thì cháu xin phép là đưa lên YouTube. Thì nếu mà chú cho phép rất thì là cháu, vâng, rất cháu là sẽ đưa. Mà nếu mà chú, tại vì hôm nay là gặp được chủ sở hữu, chứ mà nếu mà không gặp chủ sở hữu thì lại không có những cái lời xin phép như vậy. Nên là nếu mà chú cho phép thì cháu sẽ đưa lên và cháu đăng lên để mọi người biết đến. Còn nếu mà chú bảo là từ từ thì cháu sẽ lại dừng lại. Đấy, là quan điểm của cháu là thật. Giống như kiểu là đài truyền hình ấy. Đài truyền hình thì là người ta làm đi làm lại. Nhưng mà cháu, tại vì bây giờ cháu gặp chú nhưng mà tí nữa là cháu lại đi về rồi. Thì cháu phải xin phép chú trước. Chú ạ. Thế chú cũng cảm ơn. Vâng. Cháu cũng cảm ơn cháu đã đưa cái hình ảnh đến với những bà con ở trên hệ thống YouTube. Vâng. Như là các hệ thống thông tin, tiện thông tin. Vâng. Và chú cũng nói với cháu là đây cũng là một cái cơ hội để mình giới thiệu những cái sản phẩm độc đáo của đẹp nhất. Vâng. Cũng có thể nói là đẹp nhất và hoành tráng nhất của Việt Nam mình. Vâng. Thế thì nhân cơ hội này cháu cũng nên đi quay những cái này. Vâng. Sau này người ta sẽ không bao giờ người ta đúng rồi ạ. Cái này nữa. Đấy. Cháu thì đúng là cháu cũng quay rồi. Thì bây giờ tôi lại xin hỏi luôn. Vâng. Tức là nhận được cái chương trình của cháu. Vâng. Thì bấm vào chương trình thu nào? Cháu thì có một cái channel là Mạnh Bonsai. Mạnh chú Bonsai. Cứ lên YouTube chú có Mạnh Bonsai. Rồi. Thì sẽ ra cái chương trình của cháu. Rồi, nhất trí. Vâng. Đấy, thì cháu cũng làm về cái phong trào cây cảnh. Rồi. Của nói chung là cả nước. Vâng. Nếu mà có cơ hội thì là cháu đi thì cháu sẽ quay. Tôi thì cũng ở Hà Nội. Vâng. Nhưng mà em tôi làm về cây cảnh. À vâng ạ. Là Minh Dưỡng đấy. À Minh Dưỡng. Vâng. Minh Dưỡng là bên em ruột hả chú? Vâng, em ruột. Vâng. Nay cháu mới biết được. Vâng. Sao là anh Dưỡng là em ruột của chú ạ? Em ruột đấy. À vâng ạ. Chú là không, nếu mà như thế là chú bên Trương Mỹ. Tôi bên Trương Mỹ. Vâng, Trương Mỹ. Tôi bên Trương Mỹ. Thế, còn thì quyền nợ đấy cũng là cháu tôi nhưng mà cũng hôm nay cũng ở đây thì thôi thế đang ấy. Vâng. Vâng, chúc mừng. Vâng. Chúc mừng rồi, bác với cả bác Minh Dưỡng. Vâng. Thì sắp tới gần cái bác Phúc Thọ là ông Hùng tổ chức đấy. Sân vận động Phúc Thọ đấy. Vâng. Đấy, đang làm thường niên hay to lắm. Anh Thực ơi, ông Thực ơi, ra đây giới thiệu với cả mấy bác đây cái. Cứ phải mua. Đây cháu xin tự giới thiệu với chú với cả vâng. Anh chị đây thì đây là chú Thực. Vâng. Chú Thực này ở bên Văn Lâm Hưng Yên. Là chủ nhiệm câu lạc bộ hoa cây cảnh của thị trấn Như Quỳnh. Chúng cháu đấy. Vâng. Câu lạc bộ mới ra mắt được khoảng 3 tháng nay. Đấy, thì chú Thực đây là chủ nhiệm. Đấy. Thì cháu cũng quay cây của chú Thực cũng rất là nhiều và chú Thực cũng mang đến đây là 3 tác phẩm. Đấy. Cùng anh Dũng ấy mà có cái tác phẩm cây thiên trụ ấy. Chú đã xem cây đấy chưa? Là cháu của chú Thực. Đấy. Anh Dũng ấy ở chỗ là chú Thực thì cạnh nhau gần nhau luôn. Chú Thực thì có mấy tác phẩm và cháu cũng quay ở nhà chú Thực rất là nhiều. Đấy. Thì cháu xin tự giới thiệu với cả các cô chú là như vậy.
Còn đây là ông chủ của cơ sở bán đồ đá phong thủy ở đây chú được ạ. Đấy. Này chú vừa mới giới thiệu và để cho phép cháu là giới thiệu và truyền bá truyền thông đến tất cả mọi người cùng biết được cơ sở sản xuất đá phong thủy của chú ấy. Không, giới thiệu tất cả. Vâng, đấy. Thì tất nhiên là cháu cũng sẽ giới thiệu tất cả, nhưng mà đây là đang ở chỗ cơ sở của chú. Đúng không chú? Cái cơ hội của Festival Thanh Hóa người ta mở rộng được ngày này, các công ty đá quý của các bác thì chúng em chưa gây cảnh với hội tổ được, đúng không? Hội của chúng tôi thì rất là thân thuộc với Thanh Hóa. Thế thì cho tất cả những sự kiện như thế. Các bác làm tại Thanh Hóa này? Không, tôi ở Hà Nội. Chú lại ở Hà Nội cơ. Nếu mà là đang đương cơ sở phó chủ tịch hội sinh vật cảnh. À. Hội đá. Hội đá. Hội đá quý. Vâng, hội viên đá. Hội đá quý của Thanh Hóa. Việt Nam. À, đúng rồi, của Việt Nam. Đây là tháng 11 này tới thì bonsai Thái Bình Dương.